Xin chào mừng quý khán thính giả đến với bản tin thời sự quốc tế và một số bình luận xung quanh những cái vấn đề quốc tế ở trên kênh Newsen Channel. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái bản tin, đó là một cái tin vui: Việt Nam nhận thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer BioNTech từ Mỹ. Như vậy là Việt Nam chúng ta đã nhận được cái sự tài trợ của Mỹ cho Việt Nam lên đến 10,8 triệu liều vaccine của chính phủ Mỹ tặng cho Việt Nam. Thì trong cái thông báo tối ngày 24 tháng 10, tối hôm qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã xác nhận 1,3 triệu liều vaccine Pfizer đã hạ cánh ở sân bay Hà Nội, sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là tổng số vaccine được tài trợ thêm và cho vào tổng số 9,5 triệu liều đã trao tặng cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Đại sứ quán Mỹ cho biết đề cập đến cơ chế phân phối vaccine công bằng COVAX, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Như vậy là Mỹ đã trao cho Việt Nam tổng cộng là 10,8 triệu liều vaccine. Số vaccine này được chuyển từ nước Mỹ về Việt Nam. Trong khi đó, đợt vaccine chuyển vào đầu tháng này là từ Michigan ở Mỹ. Mới đây nhất thì Mỹ đã chuyển gần 400 ngàn liều vaccine cũng của Pfizer cho Việt Nam vào ngày 13 tháng 10. Nếu chỉ tính riêng từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10, Việt Nam đã nhận thêm 1,99 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ trao tặng thông qua cơ chế phân phối vaccine COVAX. Và ngày 21 tháng 10 thì Nhà Trắng đã thông báo Mỹ sẽ tặng 200 triệu liều vaccine cho toàn thế giới để chấm dứt đại dịch và ngăn sự xuất hiện của các biến thể mới cũng như các ổ dịch trong tương lai tại biên giới quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp tục góp sức giúp tiêm chủng cho thế giới, là bà Bauer thì đã nói như thế. Và theo hãng tin AP thì trong số những liều mà đã tặng có hơn 120 triệu liều từ các kho dự trữ vaccine của Mỹ, cũng như là các liều nằm trong những đợt phân phối đầu tiên trong 1 tỷ liều mà chính quyền ông Biden mua để tặng cho các nước cho đến tháng 9 2022. Như vậy là cho tới nay Mỹ đã tặng vaccine cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành là một nước tặng vaccine COVID-19 nhiều nhất thế giới. Và chúng ta thấy rõ ràng qua cái đợt dịch COVID này thì Việt Nam đã được Mỹ rất là ưu ái, là một trong đứng nước đứng hàng thứ bảy mà nhận được cái vaccine của Mỹ. Và chúng ta liên tục nhận những cái vaccine như là Moderna và Pfizer, và hiện nay cho tính đến ngày đêm hôm qua như vậy thì Việt Nam chúng ta đã được Mỹ là coi như họ giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta tổng cộng là gần 11 triệu liều vaccine, 10,8 triệu liều, gần 11 triệu liều vaccine. Như vậy chúng ta thấy cái phần này là các bạn lưu ý, các bạn phần này là phần tài trợ, tức là biếu không nha các bạn. Còn cái phần mà Việt Nam đặt mua của hãng Pfizer 31 triệu liều cho người lớn và 20 triệu liều cho Việt Nam, đó là cái phần chúng ta, chính phủ chúng ta bỏ tiền ra đặt mua. Còn riêng cái 10,8 triệu liều này là của chính phủ Mỹ tặng cho chính phủ Việt Nam trong cái đợt phòng chống COVID này. Cái đó là cái điều rất đáng mừng cho chúng ta. Biến thể nguy hiểm hơn Delta đã gần 17.000 ca tại 28 quốc gia, lan rộng tại nhiều bang của Mỹ. Theo tạp chí Newsweek của Mỹ thì đưa tin ngày 22 tháng 10, biến thể phụ của biến chủng Delta hiện đã lan rộng đến nhiều bang của Mỹ. Khoảng 16.830 ca mắc biến thể AI 4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 28 quốc gia. Như vậy thì người ta sử dụng tại ghi nhận tại 4 tiểu bang là North Carolina nè, Massachusetts nè, Washington nè, California và thủ đô Washington DC của Mỹ. Thì đến hồi tháng 8 này, bác sĩ Arthur Fauci cho rằng là có thể gặp rắc rối nếu như một đột biến khác vượt mặt biến thể Delta. Và số nhà nghiên cứu thì nói rằng AI 4.2 có thể lây lan cao hơn so với biến thể Delta. Và họ có thể nói là cái mức độ lây nhiễm nó cao hơn từ 10 đến 15% so với biến thể Delta ban đầu. Như vậy thì có khoảng 16.830 ca mắc biến thể AI 4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 28 quốc gia trên khắp thế giới đến nay.
Trong đó phần lớn số ca nhiễm là 16.022 ca được ghi nhận ở Vương quốc Anh. Anh là quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể này trong năm nay. Và trong những diễn biến liên quan thì cơ quan y tế của Anh cho biết là AI 4.2 đã được phân loại là một biến thể đang được điều tra tại nước này. Còn Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì chưa đưa cái diện nào vào cái diện là được điều tra hoặc biến thể đáng lo ngại. Nhưng mà tuy nhiên Anh vẫn đặt tên chính thức cho cái biến thể này là VUI-21-OTC-01. Mà riêng cả cái nước Nga họ cũng đã ghi nhận một số ca mắc biến thể này, là biến thể phụ của chủng Delta các bạn. Thủ tướng của Israel thì phải tổ chức những cái cuộc họp khẩn cấp với giới y tế sau khi Israel nhận cái ca mắc biến thể AI 4.2 đầu tiên này. Như vậy là ta thấy đến hiện nay là cái biến thể Delta nó đã có thêm một cái biến thể phụ mà cái tên gọi nó là AI 4.2, và nó đã được có mặt trên 28 quốc gia trên thế giới, hiện nay đang lan rất mạnh tại các cái bang ở Mỹ, và đồng thời là nó cũng đã có mặt tại Nga và có một ca đầu tiên đã xuất hiện tại Israel. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Ta lại tiếp tục có một tin vui nữa là sáng nay ngày 25 tháng 10 thì thêm 1,3 triệu liều Pfizer của Mỹ tặng đã đến thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số là hơn 12 triệu liều vaccine Pfizer. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thì 1,316.250 triệu liều vaccine Pfizer BioNTech được Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã tới sân bay thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25 tháng 10. Thì trước đó thì đã 1,3 triệu liều đã đến Hà Nội vào tối ngày hôm qua, và sáng nay thì thêm 1,3 triệu liều nữa đến thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là ta thấy trong vòng 24 giờ qua là COVAX đã chuyển giao cho Việt Nam thêm tổng cộng là 2.633.670 liều vaccine Pfizer do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với Covid-19. Đây là đợt thứ 6 mà Mỹ đã tặng vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine lên tặng Việt Nam đến nay là hơn 12,1 triệu liều vaccine. Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh trong thông cáo. Cho đến nay, Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ Mỹ. Theo Đại sứ quán Mỹ, Washington đã hỗ trợ Việt Nam ngay từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có khoản cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30,2 triệu đô la nhằm ứng phó với Covid-19 và tiếp nối các hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài của chúng tôi vào cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam. Chúng tôi đã hỗ trợ mọi trụ cột thiết yếu nhằm giúp một quốc gia ứng phó với dịch bệnh. Đó là các khóa đào tạo trực tuyến giúp hàng ngàn nhân viên y tế ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giúp họ có kỹ năng tự bảo vệ khỏi lây nhiễm, hỗ trợ công nghệ giải trình tự gen giúp Việt Nam phát hiện các biến thể của virus đang lưu hành. Ngoài ra còn có hệ thống thông tin hướng dẫn phân phối vaccine nhanh chóng đến các tỉnh thành, đến những người có nguy cơ cao nhất, và cung cấp thiết bị xét nghiệm COVID-19 và thiết bị bảo quản vaccine. Về phía Mỹ cũng hỗ trợ củng cố hệ thống chăm sóc bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng nặng, cung cấp các thiết bị như máy thở, máy làm giàu oxy và bình lỏng oxy cho bệnh nhân. Tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu ngày 22 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết là cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Ông ta nói là chúng tôi sẽ tiếp tục tặng thêm vaccine trên toàn cầu khi có nguồn cung. Điều đó cho chúng ta thấy là rõ ràng cái sự hợp tác với các nhà sản xuất vaccine Mỹ đang làm tăng cái nguồn cung vaccine cho toàn thế giới, nhưng mà nó cũng nâng cao cái năng lực sản xuất vaccine trên toàn cầu. Và phía Mỹ thì họ muốn rằng là cái đại dịch sẽ chấm dứt từ năm nay cho đến năm sau, là toàn bộ đại dịch trên thế giới này nó phải chấm dứt, và chúng ta sẽ đưa vào cái tình trạng là sống chung với vaccine, với đại dịch, có nghĩa là mỗi năm chúng ta đều phải chích ngừa vaccine. Như vậy thì cái kinh tế của thế giới nó mới có thể đi vào ổn định, bệnh tránh được những cái vấn đề ta gọi là những cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong cái thời gian đại dịch vừa qua thì đã làm cho thế giới bị thiệt hại về kinh tế rất là dữ dội, và rất là nhiều nước bị thiệt hại, trong đó những nước nghèo
như là các nước Đông Nam Á thì sẽ gặp rất là nhiều cái rủi ro và nguy hiểm mà chúng ta đã từng gặp. Điển hình là chúng ta quay lại nước thế giới, họ đánh giá Việt Nam chúng ta như thế nào? Việt Nam được thế giới xem là điểm đến hàng đầu của các nước châu Á vào năm 2021. Việt Nam đã giành nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Du lịch Thế giới, ta còn gọi là World Travel Award 2021, như là điểm đến hàng đầu của châu Á hay điểm đến du lịch bền vững hàng đầu của châu Á. Thì ta thấy đây là những cái cảnh. World Travel Award là giải thưởng được tổ chức thường niên kể từ năm 1993 đến nay. Nó đã trở thành cái thương hiệu hàng đầu thế giới về việc tôn vinh các cái thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Việt Nam là một nước đứng đầu trong nhiều cái hạng mục tại cái giải thưởng năm nay, trong đó phải kể đến hai hạng mục là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến du lịch bền vững hàng đầu ở châu Á. Việt Nam cũng là điểm đến hàng đầu châu Á vào những năm 2019 và 2018. Ba địa điểm trong nước của chúng ta được vinh danh đó là: một, đó là điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á, đó là thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Thứ hai là điểm đến tham quan hàng đầu châu Á, đó là Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Và thứ ba, công viên quốc gia hàng đầu châu Á là vườn quốc gia Cúc Phương tại tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, hàng loạt các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, hãng hàng không ở Việt Nam cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục hàng đầu châu Á. Trong đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đứng đầu hai hạng mục là hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông Economy Plus và hãng hàng không hàng đầu châu Á về bản sắc văn hóa. Cái đó là một trong những cái nét mừng cho cái ngành du lịch của Việt Nam chúng ta. Liên tục các năm 2019, 2018 chúng ta đã được xếp vào hàng đầu, và nay 2021 chúng ta cũng được vinh danh vào những cái điểm đến hàng đầu của các nước châu Á mặc dù cái dịch bệnh xảy ra. Trong đó có những cái thành phần mà nổi tiếng chúng ta cũng thấy. Và cũng nhân cái dịp này thì Việt Nam chúng ta cũng làm luôn một cái động tác, đó là công nhận hộ chiếu vaccine của 72 nước và vùng lãnh thổ. Và có khả năng là giữa tháng 11 này chúng ta sẽ mở lại các cái điểm du lịch. Thì Việt Nam hiện đang tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ và đang trao đổi thêm với 80 đối tác khác liên quan đến vấn đề này. Đây là một cái thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cung cấp. Thì theo cái nghị quyết 128 của chính phủ thì để thích ứng với an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả cái dịch Covid-19 thì hiện nay Việt Nam chúng ta tạm thời công nhận các mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vaccine trên vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, những người mang giấy tờ này sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm cái thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, chúng ta còn đang trao đổi thêm với 80 quốc gia và các đối tác liên quan để công nhận vaccine hộ chiếu của nhau. Rồi họ cũng sẽ công nhận cái hộ chiếu của chúng ta. Như vậy thì nhà nước chúng ta đang cố gắng để mà chúng ta thu hút một đầu tư nước ngoài tăng, và cái thứ hai là chúng ta tạo cho cái ngành du lịch được phát triển. Mà trong đó là chúng ta lưu ý là chúng ta đã có đăng ký mới, cấp mới cho 1.200 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 12,5 tỷ đô la. Và nếu như chúng ta không công nhận cái hộ chiếu vaccine thì họ không thể nào đến Việt Nam để mà đầu tư làm việc được. Nên điều đó là bắt buộc chúng ta cần thiết phải làm. Nhiều đồng tiền ở châu Á bị yếu đi vì giá nhiên liệu tăng vọt. Đồng tiền của nhiều nước châu Á đang mất giá khi giới đầu tư giảm bớt sở hữu tài sản bằng những loại tiền này bởi do cái giá nhiên liệu tăng cao. Nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại và nguy cơ sẽ lạm phát toàn cầu. Các nhà đầu tư đã giảm nắm giữ nhiều đồng tiền châu Á khác nhau như won của Hàn Quốc, baht của Thái Lan hay yen của Nhật Bản trong bối cảnh cái đồng đô la tăng mạnh. Nhiều người đã chọn mua trữ đô la vì tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chuẩn bị nâng lãi suất khi đại dịch Covid-19 dịu bớt. Dự đoán này đã tạo ra cơn địa chấn tác động lên nhiều đồng tiền của châu Á. Giá trị đồng yen so với đô la giảm khoảng 3% trong tháng 9 vừa qua.
có thời điểm yen đã chạm mức thấp nhất trong vòng một năm qua, khi 114,69 yen chỉ đổi được có 1 đô la. Tương tự như vậy thì đồng tiền của Hàn Quốc và Thái Lan cũng bị lao dốc trong cái tỷ giá hối đoái so với các đồng tiền khác mạnh hơn vài tuần trở lại đây. Độ mạnh của hai đồng tiền này đều đang thấp hơn hẳn so với đầu năm. Cụ thể ta thấy là cái giá trị đồng won so với đô la đã giảm hết 8% từ đầu năm tới nay, trong khi đồng bạc của Thái Lan thì lại giảm hơn 10%. Đồng tiền mất giá đang tạo ra gánh nặng lạm phát, buộc một số quốc gia phải nỗ lực triển khai các chính sách tiền tệ. Trong giai đoạn dịch bệnh, nhiều nước đã nỗ lực bơm thanh khoản nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Điển hình nhất đó là Ngân hàng Trung ương Singapore. Họ đã khiến giới quan sát bất ngờ khi công bố siết chặt cái chính sách tiền tệ trong cái tháng này. Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây Singapore siết chặt chính sách tiền tệ. Và cả Hàn Quốc và New Zealand đều đã thực hiện cách làm tương tự. Mặc dù nhiều trước đây thì nhiều chính phủ họ rất nỗ lực trấn an các nhà đầu tư, như là cái giá nhiên liệu như là than đá, khí đốt và dầu thô tăng lên, vẫn khiến cái tình hình nó ngày càng thêm căng thẳng. Và một trong những cái trở ngại khác làm cho các đồng tiền của các nước châu Á nó ngày càng tăng trưởng một cách đáng lo của Trung Quốc, đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này nó đã giảm xuống chỉ còn có là 4,9% trong quý 3 2021. Riêng về cái thị trường bất động sản thì nó không còn phát triển một rầm rộ, cũng như là cái tình trạng mà thiếu năng lượng buộc các nhà máy phải ngừng sản xuất được xem là những cái lý do mà đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của Trung Quốc. Và chính cái nền kinh tế của Trung Quốc giảm xuống cộng với cái tiền tỷ giá đô la nó tăng lên thì nó đã khiến cho các đồng tiền của các nước châu Á đang trên cái đà giảm sút. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề phát triển cũng như là cái chính sách phải bơm tiền vào, chứ không thôi để tránh cái sự lạm phát của các ngân hàng của trung ương của mỗi quốc gia. Cái điều này nó là ảnh hưởng của cái hậu quả sau đại dịch, khi mà những cái chuỗi cung ứng sản xuất nó bị gãy và bây giờ hiện tại cái giá nhiên liệu thì nó lại tăng lên. Thì đây là những một cái số tin mà nó mang về tính chất kinh tế của tình hình thế giới nhiều hơn. Ngày hôm nay tôi chọn những cái bản tin này để cho các bạn nhắm được là cái tình hình thế giới nó liên quan đến các nước châu Á và Việt Nam của chúng ta như thế nào. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và quan tâm đến chương trình. Xin cảm ơn.